Con đang làm ở lễ tân phòng khám. Công việc của con là hỏi bệnh, xếp số thứ tự và dẫn bệnh nhân lên khám. Nhưng phòng khám chỗ con có dịch vụ phá thai nên con có hỏi, có phải hỏi các bệnh nhân là có thai thì muốn giữ hay muốn kế hoạch. Rồi con dẫn lên gặp bác sĩ, con không trực tiếp phụ bác sĩ nào thai. Sư sư con làm vậy có tạo nghiệp sát sanh hay không? Như là ở trong cái chú giải pháp cú mà nhắc đến người vợ của thợ săn kê hữu là một vị thánh sơ quả, thì cái vị thánh sơ quả này đó có làm một việc, đó là chuẩn bị những cái dụng cụ đi săn cho chồng đó. Và khi mà các vị tỳ kheo đó hỏi là tại sao một vị thánh sơ quả lại làm cái chuyện này, Đức Thế Tôn á mới trả lời là do cái vị thánh này đó suy nghĩ là đây là cái phận sự của người vợ phải làm, chứ vị thánh nữ cư sĩ đó không bao giờ nghĩ rằng đó những cái này á nó sẽ giúp cho chồng mình á, sát hại con này con kia. Vị thánh nữ đó không bao giờ có suy nghĩ đó. Và Đức Thế Tôn mới đọc cái bài kệ đó là như tay không thương tích, cầm thuốc độc không sao, người không làm việc ác không bị ác nhiễm vào. Nhưng mà xin mở một cái ngoặc để cho quý vị biết một chuyện, đó là đây là chúng ta đang nói về vị thánh. Cho nên có đôi khi á, sư rất là ngần ngại khi quý vị áp cái trường hợp của thánh vào trường hợp của mình. Tại vì á, cái tâm của mình nó không phải là tâm của vị thánh. Thành ra cái chủ ý của mình nó cũng không khéo như cái chủ ý của vị thánh. Rồi có khi á, là mình gọi là mình trông trông hổ, người ta là trông mèo vẽ hổ, còn mình là trông hổ mà mình vẽ ra con mèo. Tức là mình nhìn mà tới hồi mình bắt chước không giống. Thì cái đó là sư phải nhắc để quý vị cẩn trọng. Và cái lời đề nghị của sư á, là như thế này. Quý vị khi mà hỏi đó thì quý vị có thể bồi thêm một câu nó nhỏ thôi, ví dụ như nhiệm vụ của em là chỉ đường cho chị thôi, nhưng mà em vẫn mong chị suy nghĩ cho kỹ, bởi vì sinh mạng là quý giá. Tức là đó, nhiệm vụ của mình là chỉ đường thôi, nhưng mà mình vẫn mong là cái người mang thai đó hãy suy nghĩ lại kỹ, cho thật kỹ, bởi vì sinh mạng là quý giá. Thì sư nghĩ là đây là một cách để mình hóa giải thôi. Nhưng mà về nếu như mà mình nói là rốt ráo đó thì mình nên kiếm một cái công việc mà nó không có lẫn vào những cái việc bất thiện. Sư biết là nó khó, cho nên là mình ráng tốt nhất thôi ha. Chứ sư không thể nào bắt quý vị là đừng có làm việc này, đừng có làm việc kia được. Quan trọng là chúng ta khéo tác ý. Và xin sư Tề Tường có ý kiến về cái vấn đề này. Dạ, kính thưa Đức, kính thưa quý vị, thì Đức hành tọa diễn giải thì sư cũng đồng cái quan điểm với Đại Đức. Dạ. Tại vì khi mà sư đọc qua cái câu hỏi này nè, sư thấy khi mà mình mặc dù là mình gián tiếp, nó nếu nó gián tiếp thì cũng 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 nó cũng có thể là đôi khi nó cũng nó cũng hơi nặng thôi, mình gọi là có nghĩa là có tham gia đi ha, tham gia đi chứ gọi gián tiếp thì nó cũng hơi nặng quá, gọi là có tham gia đi, tham gia cho cái việc này nè, đúng không? Như Đức hiện tại nói cái vấn đề này rất nhạy cảm ở trên, thường vấn đề này quý sư á, sẽ ở đây quý sư sẽ không có trả lời những, đây là những câu hỏi mở, nếu sư sẽ không có nói là đúng hoặc là sai, có hoặc là không. Quý sư chỉ đưa ra những cái lời khuyến dựa trên lời Phật dạy. Và quý vị phải suy xét, quý vị nếu quý vị là người Phật tử, nếu trong trường hợp này nè, quý vị mà hỏi là mình là người Phật tử, chính là hay là còn gọi là mình là người cư sĩ đó, người cận sự đó, đúng không? Mình có cái niềm tin ở Tam Bảo,
mình có học pháp và mình có hành pháp, thì bản thân mình sẽ tự hiểu. Và quý sư á, nhiệm vụ của quý sư sẽ cố gắng, có nghĩa là phân tích nhiều khía cạnh lợi và hại, nên hoặc là không nên, cho quý vị hiểu rõ, quý vị tự đưa ra quyết định. Còn nếu mà trường hợp mà vị không phải Phật tử thì quý sư cũng sẽ đưa ra giống như tương tự trên thôi, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình không phải Phật tử, mình thì cái niềm tin mình Phật vào Tam Bảo mình không có nhiều, và cái pháp học mình không, cũng có pháp hành mình cũng không có, đúng không? Thì cái đó là cái khi mà quý sư khuyên á, mình rất khó hiểu, mình cũng mơ mơ màng, mình cũng không có biết được, thậm chí là mình sẽ quyết định theo cái bản năng của mình. Thì ở đây là cái lời, cũng là cái lời khuyên, cho lời khuyên của bản thân sư và quý sư ở đây cho quý vị hiểu rõ. Tại vì sư cũng không, khi mà cái người đặt câu hỏi nào, sư cũng không biết là ở đây là người có phải là người cư cận sự không, người cư sĩ không, người Phật tử không, không hay là một người thường thôi. Thì chắc là mong quý vị nghe kỹ cái phần mà giải thích của Đại Đức Huynh Tuệ đó, thì Đại Đức sẽ thì để quý vị sẽ tự đưa cho mình câu hỏi. Và con xin kết thúc cái câu trả lời đây. Vâng, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.